chắc tài mã đẹp quá chị dứt sự minh mẫn xuống dịch tu sản rồi, tài khoản này giết. Đa phần cộng đồng mạng đều ủng hộ quan điểm của tài khoản này. Nhiều ý kiến bất bình với hành xử của người con gái. Chị ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Của cho không bằng cách cho. Ném kẹo xuống như thế chẳng khác nào của bố thí. Thương tụi bé già chưa biết nhận biết hành động thiếu văn hóa đó, một cộng đồng mạng bình luận. Người nghèo ở đây là chị gái ngồi trong ô tô đấy. Cái chị thiếu đặc biệt là ý thức, member Minh Phạm bày tỏ. Trong khi đó, một số người hy vọng bài viết liên quan clip để chứng thực về hành động của người con gái.